Học sinh giỏi lớp 7, câu 1 sâu là đúng rồi đúng không? Play là đúng chưa? Đúng rồi. Câu số 2, đi sai được, cũng đúng nhá. Câu số 3 là... Câu số 3 đi sai được rồi, câu số 4 là... Future, đúng rồi. Câu số 5 là hour, đúng rồi. Bài bài tiếp theo là bài gì nhỉ? Chọn từ khác loại đúng không? Sad là buồn. Sad là buồn là chỉ tính chất. Đấy, đề này rất là quen nhá, đúng không? Thấy quen không? Gặp nhất nhiều lần rồi. Teacher là giáo viên đã từng làm rồi. Nghề nghiệp. Chocolate là sô-cô-la này. Virus, disease đã làm đúng y hệt cái đề này đã từng từng chữa rồi. Không biết là nằm, có phải nằm trong đề này không? Còn closing nghĩa là gì? Closing store. Closing store là như nào? Phải chọn là close close store chứ, cửa hàng quần áo chứ. Đúng chưa? Cửa hàng quần áo này thì mới mua váy chứ. Vậy là một câu sai rồi nhá. Tiếp này, câu số 2 chưa chọn. Đây, câu 2 em chưa chọn đây, rõ ràng đây. Isn't it easy to learn English? Dễ để học tiếng Anh không? Dễ thì trả lời yes, it is, đúng không? Thế thôi. Chưa chọn. Thế là hai câu rồi. Câu 3, both of them. Oh, rồi đúng rồi. Tiếp theo là they are children, they often play. Sai rồi, sao lại A? Đây là quá khứ mà. Đây mua 4. Ừ, thế là ba câu sai nhá. Câu 5, didn't write Trung Quốc is today rồi. Câu the new one TV là không đếm được. Đúng rồi, didn't either rồi. Mà ngày 25, ngày 25, ngày chủ nhật ngày 25 rồi. Chủ nhật ngày 25. Tiếp theo là too much. Ít too much, ăn quá nhiều không đếm được đúng không? Fluently là rất là trôi chảy rồi. Ba lỗi sai, mấy cái này chọn chưa? Mấy cái này ở dưới cô. À, câu 1 là bỏ ớt, đúng chưa? Đúng rồi, câu 2 là gì? Fewer. Fewer sửa thành gì? Less. Rồi đúng rồi, câu 3, always has a 3 week thì bỏ S là biết rồi đúng không? Câu 4, what you, why mới đúng không? Why, đúng rồi, câu 5, doctor say you should spend a little time. Thì little time này mình, em sửa thành gì câu 4 này? Là câu 5 này, to play, spend là to play đúng không? Spend là phải verb playing. Câu số 6, public library in the... thousands of good books has thousands of, ok. Câu số 7 là what does the student like? Thì phải là what is the student like, đúng không? Câu số 8, why is the class 7 and he enjoys the school very much? And he enjoys school thôi. Enjoy sửa thành gì? It's school rồi. Tiếp. Câu số giờ là giờ nào? Giờ đây á. He in class 7A. Bỏ giờ là giờ này chứ. Hay là giờ này? Được rồi, giờ thành hit. Được rồi. Câu số 9, I have a lot of homework to do. Homework thì không đếm được đúng không? Câu 10, cái này thì dễ rồi nhá. Vậy là mấy câu sai rồi nhỉ? 3. Đứt yêu câu when, didn't enjoy thì là đúng rồi. It's often take thì thêm S đúng không? Và how long it take đúng không? Go và playing rồi. Be quiet and waiting và play giờ cộng với lại when we were trying là đúng rồi, enjoying là đúng, chỉ vật. Tiếp theo, how là các bạn hỗ trợ đúng không? Hả? How là gì? Người là làm việc hỗ trợ. How appliance là các thiết bị hỗ trợ. Đúng rồi, activity rồi. Tiếp theo medical check up rồi. Quyết là danh từ, là cân nặng. Còn quyết này là động từ nặng. Best là đúng rồi. You see đúng rồi. Invention đúng rồi. Eful đúng rồi. Less đúng rồi. Bài đọc này. On Monday dễ nhá. B là hospital. In a hospital. Và who are you? Who are you? Go to hospital by bus. Rồi. He start work đúng không? Đấy, bắt đầu công việc đúng rồi. To find he gì at home? Works at home. On today I'm flying across the eye in the evening under his roommate's group the meal after in a day. Talk. A day. Gì?
Câu số 9 là dây gì? Look. Look at the new paper là gì? Look at the new paper to see. Yes. Và ba làm gì? Họ nói về ngày hôm đó rồi. Vậy là như này làm đúng rồi. I'm reading a book about story này. On, try it on. Just it is far from đúng. In the world about his exam. Interested in the world. Famous for. Working for. Talk with. Talk to cũng được. Nha. Talk with, talk to đều được. Intuitive. Đúng rồi. Câu 10. Rồi, tiếp theo bạn này làm lần nào chưa? Ly đã trở về nhà. Từ kỳ ở Nha Trang. Nó rất là tuyệt vời. Nó có rất nhiều niềm vui. Khá là đắt. Đi đền Cham. To see. Cái gì? Sao lại đền Cham? Tháp Tràm chứ hả? Nha Trang ấy. Có đền Cham á? Tháp Tràm chứ. Không biết. Tháp Tràm hay là đền người Cham? Ở Nha Trang ấy. Nhưng mà người Cham thì ở Nha Trang đâu cô. Thế người Cham ở đâu? Ở Tây Nguyên. Hả? Ở Tây Nguyên. Người Cham là người gọi là Tháp Tràm Ponaga là Tháp Tràm Ponaga là đại khái là cái tỉnh miền miền trong trong ấy. Thì Nha Trang là có đền Cham, cô chưa bao giờ nghe đền Cham, chỉ có cái Tháp Tràm thôi. Đấy nhá, để bố mẹ đưa tôi đi thăm Tháp Tràm và Thủy Cung Chí Nguyễn. Thì có sâu thích thám mập này cũng nhiều loại gọi khác nhau và cô ấy các cửa hàng lưu niệm mà mua ấy này. Thế là sau chuyến đi cô ấy cảm thấy cái dễ dễ, nhưng mà phải xem lại xem là Tháp Tràm hay là đền Cham. Như trên này có từ ấy không? Không có. Không có. Nghe kiến thức về kiến thức địa lý thôi. Trên kia có mà. Từ nào? Mấy cái từ màu đỏ. Mấy từ đấy. À, thế nên xem nào. Vậy là đền Cham à? Cô chưa nghe nói đến đền Cham. Đền Tràm. Hơ? Đền của người Cham. Đền Cham là gì nào? Được rồi, vậy thì bây giờ nếu mà như thế thì càng khắc sâu chúng ta thôi đúng không? Đó, chúng ta nghe nói đến chưa? Chưa. Thế bây giờ nói nhá. Vậy là nếu mà thế thì gọi là đền của người Cham, chứ không thì là Tháp Cham, à không thì là đền Cham. Bởi vì tháp là Tháp Tràm mà, nghe đến Tháp Tràm chưa? Tháp Tràm Ponaga ấy. Còn spend half an hour walking thì đúng rồi, how does it cost? And it better not eat much meat, elder sister. Those living xa là bởi lấy lan ốm này, không đi học này, có 8 nặng cân nặng của con gà này, đi rừng vườn thú này, listen to. Rồi, I'm pleased to hear that you know family are well. Here a photo of my family and let me tell about us. My father is a mechanic. He worked in a farm company. He worked 5 days a week. From Monday to Friday, he only worked 5 motorbike in the morning. And so he not feed in the morning. Và những câu này, bài viết câu thì dễ rồi. Đây, mà xem lại đáp án này. Xem lại đáp án đi. Cái trắc nghiệm này là lúc nãy là em sai mấy câu, còn các phần khác thì xem nào. Tháp Tràm chưa? Có 4 đúng không? Tháp của người Cham. Nó có đáp án rồi, không phải lo lắng. Quan trọng là lúc thi làm được. Thế là chỉ sai đúng tiêu chí là sai 3-4 câu thôi đúng không? Chỉ được phép sai 5 thôi. Nếu mà đề như này mà phải có phần viết không? Không. Không có phần viết á, đây chọn trắc nghiệm hết à? Có phần viết đây, đây là phần viết đây. Đây có phần viết đây. Được rồi, như thế là sai 4 lỗi sai đúng không? 3. 3 4 à.